cho mọi người nha. Tiếp theo những cái series chia sẻ về những công thức kinh doanh và những món ăn ngon thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người một cái món gọi là rau câu dừa phô mai nha mọi người. Thì ở dưới nó là một lớp rau câu dừa mềm mịn và kiểu giống như là ăn nó rất là mềm, nó mát nếu mà làm theo cách này nha mọi người. Và ở trên cùng nó là một cái lớp phô mai béo vừa, thơm và ngon lắm. Sự kết hợp giữa phô mai và cái rau câu dừa mọi người, nó tạo nên một cái món vừa béo vừa thanh vừa mát. Mọi người cùng làm với em nha. Thì để làm cái món này thì đầu tiên thì phải có nước dừa rồi. Nước dừa thì trong công thức này em sử dụng nước dừa tươi nguyên chất và hạt sen. Hạt sen thì chỗ em thì có hạt sen tươi nên em dùng hạt sen tươi, mọi người không có thì dùng hạt sen khô và nhãn tươi nha mọi người. Công thức thì em ghi lên màn hình, mọi người ghi lại nha. Đường cát, đường phèn. Đó, rồi thì mình sau khi mà mình đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi á thì mình sẽ chuẩn bị đi nấu nha mọi người. Ở đây em sử dụng là bột rau câu dẻo, cái hình có cái con sư tử nè mọi người, hình như là cái này là của Singapore á. Em thấy cái loại này nấu rau câu dừa nó ngon nhất luôn á mọi người. Nó kiểu như nó mềm mịn chứ không phải kiểu nó cứng cứng như cái rau câu dẻo mình để làm thạch nè. Làm thạch mà để bán trà sữa nó khác nhau nha mọi người. Mình sẽ sử dụng 50g đường mà mình chuẩn bị lúc đầu á, mình sẽ cho 20g. 20g là hai gói cái rau câu dẻo này vô mình trộn đều. Sau khi mà mấy chị trộn đều xong rồi á thì mình sẽ cho vô cái nồi nước dừa nha. Mình cho từ từ thôi nha. Cái nồi nước dừa này là 5 lít nha mọi người. Đó, 5 lít. Mình sẽ cho từ từ cái rau câu đã trộn đường vô. Mọi người cứ cho từ từ như vậy á, mình không cho một lần nha. Mình vừa cho vừa khuấy như vậy nè để tránh vón cục. Nước dừa khi mà mình nấu á mọi người, nó sẽ bay hơi rất là nhanh. Cho nên á, mình phải ngâm cái rau câu để chi? Để nó nở, cái rau câu của mình nó nở ra. Thì khi mình bắt lên bếp mình nấu á, nó sẽ nhanh nha. Mình sẽ ngâm đây ở khoảng là 30 phút nha. Đó, thì trong lúc mà mọi người ngâm cái rau câu này á, thì mình sẽ đi luộc những cái nguyên liệu giống như là hạt sen này nè. Hạt sen tươi thì mọi người cứ cho vô trên nồi mình nấu bình thường. Còn nếu như hạt sen khô á, thì mình phải nấu, mình phải ngâm. Ngâm hạt sen và mình nấu. Đó, cho nên là hai cách nấu khác nhau. Hạt sen thì em đã có clip về chè Huế á mọi người. Mọi người kéo xuống về cách nấu chè hạt sen Huế nha. Rồi ở đây là tiếp theo là cái nhãn. Nhãn này thì là nhãn hạt tiêu á mọi người. Cái cây này em mới mua luôn á và em đang thử nè. Và nó lột nhãn rất là sướng nha mọi người. Dễ lột lắm luôn. Mình chỉ cần á, mình gọt cái đầu của trái nhãn đi và mình sẽ lấy cái cây này nè, mình sẽ xiên nó xung quanh á là mình sẽ lấy được cái hạt nhãn ra rất là nhanh và gọn luôn á. Cái cây này mua cũng tiện lắm nha mọi người. Đó, thì mọi người cứ làm như vậy á, thì mình tùy mình, mà mình không có cái cây này thì mình lấy cái đầu muỗng á mọi người. Mình lấy cái đầu muỗng mình lấy giống gì nè, mình miết nó giống gì nè, rồi mình cũng lấy được cái hộp ra nha, cũng nhanh lắm. Hồi trước làm trà nhãn em cũng làm bằng cái muỗng rồi đó. Rồi và tiếp theo là đây là cái nhãn mà sau khi lột xong nè mọi người. Tại trong công thức á, là em sử dụng nửa ký thôi, nhưng mà tại vì em muốn cho nó nhiều, em ăn nhiều á thì em cho nó tên này tới 1 ký lần á. Còn mình kinh doanh thầm nửa ký là ok nha mọi người. Rồi sau khi mà nhãn lột xong á, tại vì thường nhãn lột xong á sẽ có cái hơi tai của mình, cho nên là mấy chị á, là mình nấu nước thiệt là sôi đi rồi mình trụng cái nhãn này, mình trụng đảo qua đảo lại xong rồi mình vớt ra nha. Sau khi mà mấy chị vớt ra rồi á thì mình sẽ cho đá vô. Cho đá vô có tác dụng là cái nhãn của mình á nó sẽ giòn. Mình sẽ ngâm ở đây trong vòng khoảng 10 phút nha mấy chị. Đó, mình ngâm cái nhãn trong đá khoảng 10 phút rồi mình vớt ra để thật là ráo. Đó. Mình bỏ vô cái nước đá như thế này, nhãn mình nó giòn lắm, ăn nó ngon nữa.
Rồi sau khi mà mình đã làm xong nhãn và ngâm nước đá, mình để trong vòng 10 phút ở đây đi nha. Và tiếp theo mình sẽ đi mình nấu cái rau câu nha mấy chị. Mình bắt cái nồi lên bếp và mình sẽ đi nấu cái rau câu. Đó, thì lúc này cái rau câu của em nó đã nở rồi nè. Nó đã nở rau câu ra hết. Cho nên là mình cứ bắt lên bếp, mình để lửa lớn như thế này và mình sẽ quậy. Đó, mình quậy đều. Rồi mình cho đường vô luôn nha. Mình cho đường phèn vô luôn. Thì nếu mà mấy anh chị muốn ngọt á, thì mình tăng cái lượng đường phèn lên. Tại vì cái nước dừa này em uống á, nó đã ngọt rồi, cho nên em cho chỉ 250 thôi. Còn nếu mà mình mua cái nước dừa nó không ngọt lắm á, thì mình tăng cái lượng đường lên nha. Và mình sẽ quậy cho tan đường. Rồi khi mà mình thấy á, cái nồi nước dừa của mình nó hơi nóng lên rồi á, mình sẽ cho một cọng lá dứa vô cho nó thơm nha mấy chị. Còn ai không thích cái mùi lá dứa thì mình không cần cho nha. À quên nữa, mình nhớ cho khoảng một chút xíu muối vô nha mấy chị. Mình nấu cái này, nấu nước dừa, mình cho chút xíu vô cái nồi, cái thành phẩm của mình ăn nó thanh thanh, nó ngon lắm. Đó, sau khi mình cứ cho lá dứa vô rồi mình cứ quậy. Quậy khi nào mà đường tan, lá dứa nó thơm, bốc mùi lên đó là ok nha. Lúc này là cái nồi này nó thơm phức luôn rồi đó mấy chị. Đó, lúc này là nó chuẩn bị sôi nè. Và cái lá dứa của em nó đã thơm luôn rồi đó. Lúc này rất là thơm. Và mình cũng vẫn tiếp tục quậy nha. Đó, mình cứ quậy tiếp tục cho cái nồi rau câu của mình nó sôi lên. Đó. Cứ quậy từ từ thôi. Rồi sau đó thì cái nồi của em nó cũng sôi lên rồi nè. Và cái bọt á, cái bọt mình sẽ vớt ra nha mọi người. Đó, đây là cái tại vì nước dừa nè, rồi đường nè, thì nó phải có bọt rồi mọi người ha. Đó, mình sẽ vớt, mình vớt cái bọt ra mình bỏ. Và lúc này á, thì mình cũng bỏ cái lá dứa ra luôn nha mọi người. Khi mà nấu sôi lên á, mấy chị nấu tầm nhỏ lửa rồi, mấy chị nấu chùm 5 phút thôi nha. Không để quá lâu nha, quá lâu nó bay hơi, nó không có còn bao nhiêu rau câu hết á. Đó, cho nên là mấy chị á, là khi mà sôi được 5 phút rồi thì mình sẽ vớt cái lá dứa ra và mình sẽ vớt hết cái bọt cho nó sạch luôn nha. Đó, và đây là cái nồi rau câu mà em đã nấu xong nè mọi người. Và tiếp tục mình sẽ đi cho vô trái dừa nha. Thì cái phần trái dừa, đây là cái hạt sen em đã nấu chín nè. Nhãn em đã vớt ra để ráo nè. Và cơm dừa, nếu mà mọi người kinh doanh mà bán số lượng nhiều á, thì cái phần cơm dừa mấy chị nhớ là khi mà cơm dừa rửa sạch rồi mình trụng qua nước sôi, mình rửa lại, rửa lại nhiều lần cho nó sạch. Khi nào mình rửa mình thấy cái nước rửa dừa nó trong veo là được. Mình sẽ cho một chút xíu đường vô, mình rim lên bếp. À, mình rim trên bếp rồi mình để nguội thiệt nguội mình mới cho vô rau câu này nha. Còn em làm ăn liền, cái này chừng một ngày là hết mọi người, cho nên là em sẽ không có rim cái cơm dừa. Và cái trái dừa thì mấy chị nhớ là phải, khi kinh doanh á, mấy chị nhớ là mấy chị trụng qua nước sôi, có nghĩa mình nấu nước sôi mình chế vô cái trái dừa đi mấy chị. Mình chế vô trái dừa, mình đảo đảo qua lại rồi mình đổ cái nước sôi đó mình bỏ đi, mình để mình lật trái dừa xuống cho nó ráo, cho nó khô ráo rồi mình mới cho cái nước rau câu đã nấu vô. Làm như vậy á, mình bảo quản được lâu và nó không có bị nhớt cái trái dừa. Tại vì trái dừa của mình nó có cơm dừa đó. Thì mỗi trái như thế này mình cho tầm khoảng là 250 đến 280ml tùy cái trái dừa của mình lớn nhỏ nha mọi người. 10 trái dừa này của em nó ra được 5 lít nước dừa tươi luôn á. Rồi lần lượt mấy chị sẽ cho là cơm dừa nè, rồi nhãn, hạt sen mình sẽ cho vô luôn nha. Khi cho vô thì mình trộn đều cho cái nhân của mình á, nó đều trong cái phần rau câu của mình nha mấy chị. Đó, thì đây là cái rau câu trái dừa mình sẽ nấu. Rồi sau khi mà mình cho tất cả nguyên liệu vô rồi đó, thì mấy chị sẽ để cho nó nguội, nguội thiệt là nguội, rồi mình mới cho vô tủ lạnh. Hoặc là mấy chị không cần cho vô tủ lạnh đâu, cứ để đó khoảng là tầm nửa tiếng là nó sẽ đông liền á. Công thức này thì nó sẽ đông liền luôn nha. Rồi khi mà nó đông rồi thì mình sẽ nấu tiếp cái phần phô mai, lớp phô mai ở phía trên nha. Thì lúc nãy khi mà bỏ vô á, mấy chị thấy em múc ra một cái ca, thì cái ca đó là em múc ra là 500ml cái rau câu đã nấu.
em để riêng. Cái 500ml rau câu để riêng đó thì một chút nữa em sẽ làm cái lớp phô mai ở phía trên nha mấy chị. Đó, trước khi mà mình cho cái rau câu vô trái dừa thì mình múc ra 500ml. Nếu mấy chị muốn cái phần phô mai ở trên nhiều thì mấy chị múc ra khoảng là 1 lít nha, 1 lít rau câu. Đó thì tùy thôi. Còn em thì em chỉ múc ra 500ml và em chừa lại 500ml rau câu trong đó, và tiếp theo em sẽ cho là 4 miếng phô mai con bò cười, 200ml whipping cream, 200ml nước cốt dừa của Thái, nước cốt dừa lon nha, và 50ml sữa đặc. Đó, công thức của em là 4 miếng phô mai 4 miếng phô mai bò cười á mấy chị, 200ml whipping cream, 200ml nước cốt dừa, 50ml sữa đặc. Đó, còn nếu như mấy chị muốn mà nó đậm đà, nó béo thơm hơn nữa thì mình tăng là thành 8 miếng phô mai. Đó, mấy chị tăng cái phô mai lên thì nó sẽ béo ngậy và nó thơm lắm. Đó thì tùy mình nha, hoặc là mình bán giá ok á, thì mình có thể mình tăng lượng phô mai lên cho nó ngon nha. Tại vì em đang trong quá trình giảm cân nên em không cho nhiều. Cái phô mai em chỉ cho có 4 miếng thôi. Và mình sẽ xay miệng nhịn, xay nhuyễn cái hỗn hợp lúc nãy á, rồi mình sẽ lọc qua rây và mình sẽ cho lên bếp và mình cho luôn 500ml cái nước rau câu lúc nãy em chừa lại. Đó thì mình sẽ quấy nha mọi người. Đó thì mọi người nhớ cái công thức khi mà mọi người chừa lại bao nhiêu. Khi mọi người chừa lại 500ml nước rau câu trong thì cái phần sữa đặc, sữa tươi hoặc là whipping cream gì đó mọi người cho vô thì nó cũng bằng 500ml. Khi mình cho 1 lít thì mình phải cho 1 lít sữa. Đó, sữa gồm sữa đặc, sữa whipping cream, cúc dừa gì đó cũng phải là 1 lít. Nếu mà mấy chị muốn cái lớp trắng nó nhiều, cái lớp phô mai nó nhiều thì mình nhân lên ha. Đó, còn em thì em sử dụng chỉ là 500ml rau câu trong và cái phần mà công thức ở phía trên em có ghi rồi đó, đập tới đập lui mấy chị sẽ rối. Đó thì em cho cái lớp trên vừa thôi. Còn nếu mà mấy chị muốn cho cái lớp trên dày thì mấy chị cho khoảng là 1 lít rau câu trong rồi nhân công thức của cái lớp mà sữa whipping cream với lại nước cốt dừa mình nhân lên ha. Đó, và đây là cái thành phẩm nha mọi người. Đó, sau khi mà mình cho rồi mình sẽ để nguội, rồi mình để khoảng 1 tiếng ở bên ngoài đi, sau đó mình mới cho lên tủ lạnh 3-4 tiếng thì mình mới ăn được nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.